Bây giờ sẽ hợp tác làm một cái mẫu xuồng như thế này nè. Hiện tại đây là một cái khung thôi nha. Đây, không biết khi nào để hoàn thiện nữa. Đang đàm phán về kích thước cả nhà. Nên đo kỹ lưỡng nha. Chiếc này sẽ đồng hành Mỹ và cả nhà mình nha. Sẽ đồng hành cuộc phiêu lưu sắp tới về cuộc lặn biển nha. Đây là thiết bị trong này cả nhà. Đây là chỉ là cái vỏ để mình dựng lên thôi. Đó. Mẫu cabin này cả nhà, cabin. Đây, chiếc ghe của Mỹ giờ cũng đã lấy ra rồi này cả nhà. Lúc trước thì đây là cái khuôn, giờ đây là mới là chiếc ghe này. Không biết cả nhà mình hay gọi cái này là chiếc gì ha? Cano hoặc là thuyền hoặc là chiếc ghe nữa. Thì chỗ Mỹ á, thường hay gọi chiếc ghe nha. Ngày mới Mỹ mến chào cả nhà. Mỹ chân thành cảm ơn cả nhà đã quay trở lại video tiếp theo của Mỹ nha. Thì Mỹ tính ra thì ở nhà thì cũng cũng cả gần cả chục hôm rồi cả nhà. Do hiện tại biển ngồi chỗ Mỹ á, biển rất là động luôn. Cả nhà xem này. Rồi, cả nhà thấy sóng không? Tại vì hiện tại ghe người ta đậu ở trên đây cũng rất là đông luôn. Do nhờ cái mũi la gà cả nhà. Cái mũi la gà này nó cản sóng với gió á. Nên khu vực này ở ngoài á thì êm nha, còn như trong ở gần biển này thì nó chắc là lừa luôn. Nên không có thể nào mà đi biển được khi mà nước ở trong bờ á, mà nó sóng lượng như thế này nè. Ăn ở nhà ăn động thôi. Cả nhà thấy lượng sóng rất là to luôn. Còn khu vực đây là cái mũi cành cả nhà, mũi cành chỗ xã Chí Công. Phải đứng đây cũng là xã Chí Công luôn nha. Khi mà đi khỏi cái mũi cành giái này sẽ thụ ra khỏi mũi cành giái sẽ thụ về của xã Bình Thạnh nha. Đây là mũi cành giái Mỹ thường hay lặn ở ngoài chỉ vào mũi cành giái này, còn ở trên kia là mũi la gà. Cành chắc là đấu luôn nên cũng không có đi biển được luôn á cả nhà, nên giờ chỉ biết ở nhà thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái thổ này ở nhà này, thổ này chắc ở nhà cũng hơi lâu quá cả nhà. Thì ở nhà cũng đã gần các chục bữa rồi nhưng mà biển vẫn chưa có êm luôn, cho là tình hình là thổ mây á. Thường thường thì mấy cái ngày mà thổ mây á thường hay động thổ tầm đó đâu đó khoảng cả tháng á. Nhưng Mỹ cũng có một ước mơ, thì Mỹ làm YouTube á thì cũng đã được khoảng 2 năm mấy rồi. Giờ Mỹ sẽ bắt đầu theo đuổi một cái đam mê. Thì Mỹ thường hay lặn chung ghe của bạn Vũ á. Thì cũng có một số anh á nói là Mỹ làm quay phim mà đi lặn chung với cùng với mấy anh em lặn khác á. Thì mấy anh em lặn khác có nói hay không hay là cái gì đó cả nhà. Nói chung thì đã làm ăn chung á thì Mỹ thường hay không có, cũng ít dành thời gian để quay phim lắm. Cũng có một số anh em thì thích đi phim, thì cũng có một số anh em thì lại không có thích đi phim. Nên cả nhà thấy đó, Mỹ quay lúc nào cũng né tránh những anh em á. Tại vì có anh em nào thích Mỹ quay, còn anh em nào không thích thì Mỹ quay. Thì thôi cũng người ta cũng nghỉ ngơi lắm cả nhà. Tại vì mình đi làm chung quay phim á, người ta nói này nói nọ, người ta không nói đâu. Nhưng mà trong lòng của Mỹ, Mỹ cảm nhận được nha. Thì hôm nay ước muốn của Mỹ thì cũng đã sắp thành hiện thực rồi. Mỹ ước thì có một chiếc ghe nhỏ để dành đi làm vlog. Giờ hiện tại Mỹ đặt thì cách đây cũng khoảng nửa tháng rồi. Giờ người ta bắt đầu đã vào công việc để lắp ráp một chiếc xuồng nhỏ để dành cho Mỹ nha. Giờ Mỹ mời cả nhà cùng theo Mỹ khám phá, Mỹ tạo dựng nên một chiếc xuồng nhỏ để dành đi làm vlog nha. Mỹ mời cả nhà cùng theo dõi video của ngày hôm nay nha. Đây, Mỹ sẽ bắt đầu sẽ chạy tới ngay cái trại xưởng làm chiếc ghe đó nha. Mỹ sẽ đậu nón để đấy thôi. Thì cái khu vực gành trái này cái nhà tính ra dân ở thì chắc cũng khoảng mấy chục hộ thôi. Đa số thì ở trong chỗ Mỹ thường hay ở mới đông nha. Thì tính ra xã Chí Công của Mỹ thì có 20 mấy ngàn dân thôi. Đây là những cái quán ven biển này.
mình ăn uống nghỉ chỗ bảy chỗ nhỡ cả nhà. Người ta tới chỗ này ăn uống thì cũng nhiều lắm. Đây là khu điểm Gành Giái này, thì tới khúc này á là đã thuộc về của xã Bình Thạnh rồi nha. Đó, từ cái đầu Dương đây cả nhà, Mỹ được hay gọi là Dương nha, chắc có thể một số chỗ sẽ gọi là cây thông. Đây là cây thông biển. Cái trại ở trên đây khoảng một xíu thôi, tại vì cái trại này làm về của xã Bình Thạnh rồi. Cái đoạn đường này á có thể chạy ra chùa cổ Phật đó các nhà, có thể ra đường chùa cổ Thạch nha, tại vì chùa cổ Thạch nằm tại xã Bình Thạnh nha. Mỹ cũng đã chạy đến trại rồi nè. Thì đây là chiếc ghe của Mỹ đang chuẩn bị hoàn thiện này các nha, cũng chưa đâu, thì người ta mới có lắp đổ keo thôi. Trong đây cũng có vài cái trại để nuôi cá bớp ngoài biển nè. Lại tí nữa Mỹ quay ra đây xong Mỹ sẽ quay ra biển cho cả nhà mình xem nha. Đây Mỹ sẽ đặt cái xuồng nhỏ nhỏ như thế này nè. Chiều dài khoảng 6 mét rưỡi thôi. Đây, mấy anh đang có dán này. Tại vì cái đây là cái keo đó cả nhà, nên chỉ dán những cái áo như thế này nè. Đây, ghê thì dán những cái áo như thế này nè. Chỉ dán vào thôi. Mỹ thì cũng nghe nói mình hoàn thiện chiếc ghe như thế này á, chắc đâu đó tầm cũng khoảng một tháng đó, nên cũng khá là lâu nha. Nhưng cũng may là biển cũng đang động á cả nhà, nên mình cũng có thể thời gian này cũng chắc là hoàn hảo để làm một chiếc ghe luôn. Rồi, giờ mấy anh đã dán xong một lớp rồi, giờ thì nghỉ trời nó khô quá là mấy anh sẽ bắt đầu vô dán tiếp nha. Mỹ sẽ ra biển quay và biển cho cả nhà mình xem này. Sóng gió rất là nhiều luôn, nhưng mà ở trong này thì sẽ êm nha. Đây là khu vực phía trên Gành Giái này cả nhà. Trên đây thì êm sóng hơn là ở dưới khu vực dưới Gành Giái ha. Đây là đầu Gành Giái này. Nên chỗ này có bè cá này, rồi cũng có một số ghe chỗ Mỹ chạy lên đây đậu này, hoặc là mình chạy sát lên trên cần mũi lai gàng á, đậu trên đó cũng có nữa nha. Tại vì mình đậu cái cho gần, mình chạy ra chạy vô mình trông coi nó dễ hơn. Chạy cho nó thì nó rất là xa, nên đa số chỗ Mỹ thường hay chạy lên đây đậu này. Đậu đây rất là êm luôn. Đó, Mỹ thì đóng ghi thì ở trong cái trại này. Cái trại này thì những cái nhà ở đây là chỉ người ta ở tạm bợ để trông coi những cái bè cá này, với lợi họ là đi lưới nữa cả nhà, ra những cái chòi qua đây ở tạm luôn. Chiếc này á, mình nhìn ở bề ngoài á thì là một cái vỏ thôi, chủ yếu mấy anh á lấy ở phía trong nha. Cái chỉ là một cái khuôn thôi, nên mình nhìn ở ngoài á nó không có thẩm mỹ và đẹp nha. Bây giờ dán này, dán cũng rất là nhiều lớp luôn, chứ không phải một lớp hai lớp đâu. Bộ tám bỏ vô đây giác ơi. Chiều dài thì 6 mét giữ, thì ngang chính giữa các nhà thì khoảng 2 mét nha. Ngoài sau bộ tám
là sao từ đây qua kia khoảng 1m8, chỉ là giọng chính giữa khoảng 2m thôi. Cao thì 90. Cái chiếc này cả nhà, Mỹ có để tên trong đây này. Mỹ sẽ để một cái tên là Mỹ Thợ Lặn Vlog nha. Chắc chắn Mỹ sẽ đổi cái tên kênh của Mỹ luôn, đổi thành Mỹ Thợ Lặn Vlog nha. Thay cho để người lặn biển Chí Công á, là Mỹ đổi cái người đó là người lặn biển Chí Công, là thuộc về của xã Chí Công á cả nhà. Xã Chí Công mình có một cái người lặn biển á, Mỹ đặt cái kênh đó thôi. Nếu mà chiếc này mà hoàn thiện á, Mỹ sẽ đổi tên kênh luôn thành Mỹ Thợ Lặn Vlog nha. Rồi, Mỹ đi một vòng cho cả nhà mình xem này. Nhìn cái vỏ mới đầu mình nhìn vào á, mình cứ tưởng đâu là chiếc ghi của mình á. Nhìn nó xấu lắm. Khi mà hoàn thiện mà gỡ cái vỏ ở trong vũ lên á cả nhà, đang gió gỡ lên. Cái đây chỉ là cái khung thôi. Mỹ nghĩ cái tại vì cái kích thước này á, Mỹ với ba Mỹ với em trai Mỹ đặt kích thước nha. Còn như mình muốn kích thước nào á, người ta sẽ làm kích thước đó thôi. Thợ người ta đang làm đó nha. Thợ thì có chắc còn nhiều thợ nha. Thợ máy, thợ dán keo, thợ mộc, nói chung là đủ thứ thợ luôn. Ừ, đó mấy ông làm ông có cây muốn gì nữa mà nên cây mà cọc quá cọc quá chờ quay nữa hỏi ông mà ghi á. Mỹ cũng đã đặt cũng nửa tháng rồi. Mỹ thì cũng đã chuẩn bị những cái đai chì này cả nhà. Đây là cái đai chì mình đập thêm thôi. Đây, một cái đai chì. Chì này á, Mỹ chủ yếu mua chì cũ lại cả nhà. Còn chì mới á thì do kinh phí của Mỹ không có được cao á, nên chỉ tận dụng lại những cái máng đai chì cũ của ngư dân người ta nghỉ làm á, không có đi làm nữa này để không á. Và Mỹ mua lại cũng được 5 máng. 5 máng mà hiện tại Mỹ chỉ làm được có 4 máng thôi. Do có một số chì cũ mốc méo á, làm không được nha. Mỹ chỉ được hoàn thiện thành được 4 máng thôi. Thì một máng chưa có nạp này cả nhà, thì tầm đâu đó 7kg đến 8kg. Mình nạp những cái này vô thêm 2-3kg nữa thì thành 9kg hoặc 10kg tùy theo nha. Thì Mỹ thì không có mặc đồ nhái á, nên không cần đập cái này vào đâu. Nhưng mà có anh em nào đó mặc đồ nhái á, thì phải nạp cái này vào cho nó nặng, nó mới chìm mình xuống nha. Đây, Mỹ hiện tại Mỹ sẽ sắm khoảng 3 máng dây như thế này thôi. 3 máng dây sẽ được 3 người nha. Mỹ đang có hoàn thiện xong rồi. Mấy cái đây thì Mỹ làm được, Mỹ làm này. Còn những cái thứ như máy á, Mỹ làm không có được nên sẽ nhờ thợ làm nha. Giờ tí nữa Mỹ sẽ cùng với ba của Mỹ á, sẽ đi tìm máy này. Máy nổ với máy lặn. Thì chủ yếu là hai cái đó nữa nha. Rồi, mấy cái đồ lặt chặt thiết bị lặn á, Mỹ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Giờ tới việc máy móc nữa nè. Mỹ thì cũng đã Mỹ với ông ba Mỹ mới có đi mua chiếc máy lặn về này cả nhà. Cái máy này á là máy để mình tạo ra oxy nha. Đây. Máy này chắc cũng tạo ra oxy cho đủ khoảng 6-7 người gì đó để lặn nha. Rồi, máy lặn thì cũng đã có rồi nè. Giờ Mỹ sẽ bắt đầu đi tìm thêm một cái máy nổ để vận hành chiếc ghe nữa nha. Máy này chỉ là máy tạo oxy thôi. Thì máy tạo oxy á, thì nó cũng đơn giản như thế này nè. Đó. Cũng nhỏ thôi cả nhà chứ nó không có to đâu. Còn mình lắp ghép ống cồ nữa nha, chứ không phải gì là xong đâu. Rồi, giờ Mỹ sẽ đi tìm thêm một cái máy để vận hành nghe. Mỹ với ba Mỹ với em trai của Mỹ nè. Thì có chọn được một cái máy để vận hành chiếc ghe của Mỹ này cả nhà.
cái máy này máy nhập từ bãi nha, nên nhìn rất là cũ luôn. Đây, thì Mỹ lên thợ á, thì thợ nó cũng đã làm thêm rồi này, làm cái này với cái này, rồi từ từ sẽ có sơn lại thêm một chút đỉnh thôi là sẽ hoàn thiện nha. Đó, thì cái máy này nữa là đã xong rồi. À, cho cái máy này á sẽ không có hộp số nha, nên Mỹ sẽ mua thêm một cái hộp số riêng nữa để mình tới một mình chia á, sẽ để bên đây luôn này. Đó, máy này Mỹ cũng không có dành nữa, máy này Mỹ biết là máy của cô Yota nha, cô Yota máy bao nhiêu Mỹ không biết nữa, Mỹ đang có tìm này, nhưng mà Mỹ không biết cái máy này xuống có thể vận hành được chiếc ghi của Mỹ không nữa. Đây nha, 1140cc này. Đó, giờ thì cũng đã hoàn thiện rồi, giờ chỉ việc để chuẩn bị dinh ra, khi nào ghi xong á mình dinh ra ngoài ghi mình sẽ giáp vào trong ghi thôi. Rồi, thì tới đó Mỹ sẽ tiếp tục quay cái độ lắp giáp nha. Nên giới thiệu với mọi người nè, đây là em trai của Mỹ nè, có cái cơn thợ Pháp, thợ lặn vlog đây cả nhà. Đây, chào cả nhà. Rồi cũng còn thêm một cái số lắp giáp nữa, hiện tại chưa có nha, tí nữa khi nào mà hoàn thiện đủ á, khi mà lắp giáp á, tiếp tục Mỹ sẽ chia sẻ đến mọi người về chiếc ghi của Mỹ nha. Đó nha, đây là máy 4. Máy 4 thì ở quê em hay gọi là 4 này, nó có 4 con bếp dầu, nó vận hành có loại, nhiều loại máy, nó có loại 3, loại 4 cả nhà. Đây là Kuyuta, nói chung là máy bãi của Nhật nha, máy bãi mà điều nó là của Nhật sản xuất ra mới luôn, nói chung là còn mới 80%, chưa sửa luôn. Đây, chiếc ghi của Mỹ giờ cũng đã lấy ra rồi này cả nhà. Lúc trước thì đây là cái khuôn, giờ đây là mới là chiếc ghi này. Không biết cả nhà mình hay gọi cái này là chiếc gì ha? Cano hoặc là thuyền hoặc là chiếc ghe nữa, thì chỗ Mỹ thường hay gọi chiếc ghe nha. Nếu cả nhà có ai góp ý với Mỹ gọi nó là cái gì, Mỹ sẽ gọi nó là cái đó nha. Tại giờ Mỹ cứ gọi nó chiếc ghe đi ha. Đây, sau cái video này cả nhà, giờ cái video tiếp theo á, Mỹ sẽ đổi tên kênh luôn nha, sẽ đổi thành Mỹ thợ lặn vlog như thế này nè. Bên đây một chữ rất là to luôn để cho nhiều người biết đến kênh của Mỹ hơn nè. Đó, rất là to luôn. Giờ cũng mới lấy ra khoảng mấy bữa rồi, giờ thì bắt đầu sẽ mài cắt gọt lại cả nhà, xong sẽ lên thêm khoảng 20 phân nữa, nó sẽ rất là cao nha. Đây, giờ em nó đang có dán keo vô thêm này, cả nhà mình xem này, rất là to luôn. Cả nhà xem chiếc ghi của Mỹ này. Đó, chỗ này hình như nó hơi xuống quá cả nhà, lại làm lại cho nó khỏi sụp xuống nha. Đó, chiếc ghi này sẽ đồng hành cùng với Mỹ thời gian sắp tới nha. Cả nhà xem lại chiếc khuôn này. Đó, chiếc khuôn lần đầu tiên Mỹ có ghi hình đó. Đó. Cả nhà xem từ phía trước nữa nè. Nhìn cái phía sỏ này cả nhà, Mỹ nhìn thì cũng khá là đẹp nha. Đâu đó tầm khoảng nửa tháng hoặc là hơn khoảng 20 ngày nữa mới hoàn thiện xong nha. Tại giờ mới hoàn thiện tầm cỡ đó thôi. Nhưng mà cái chi phí đóng chiếc ghe này cũng khá là quá tầm khoảng luôn cả nhà.
nên hiện tại giờ vẫn không biết tầm có khoảng bao nhiêu nữa. Giờ cả nhà đi xem đây. Đó, biển chỗ Mỹ hiện tại giờ cả nhà xem này, đó, chắc là khổ lắm. Hiện tại giờ vẫn chưa có em luôn đó. Đây, phía đây cũng có một số anh đang quánh lưới đây. Giờ Mỹ sẽ xin kết thúc một phần video tại đây nha. Mỹ cũng mong cả nhà theo dõi cái phần tiếp theo khi mà chiếc ghe của Mỹ sẽ hoàn thiện xong rồi nó sẽ như thế nào nha. Mỹ chỉ xin kết thúc video này thôi. Cảm ơn cả nhà mình đã xem clip nha.